liên quan tới việc hơn 30 người nghi bị ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì Phượng ở phường Minh An, thành phố Hội An. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xử lý vụ việc và chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, tiến hành truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ, để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc theo quy định. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.